Chúng sinh là như vậy. Họ thích những thứ tương tự mà họ có thể nhận dạng, rồi họ mới có thể tin tưởng. Thành ra các vị minh sư không chỉ ở thiên đàng và hóa phép hula hula hấp và thay đổi số mệnh của quý vị, đa số phải xuống trần. Những chúng sinh này thì khác. Nhưng dù là vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng cần phải xuống trần để làm người, như chủ gia tộc hoặc như vua hoặc gì đó, và nói chuyện với họ, bằng không họ sẽ không nghe theo. Chính vì thế, các vị minh sư đôi khi xuất hiện trong thế giới này làm vua và hoàng hậu để giải thoát mấy nhóm này, vì họ đang cầu xin điều như vậy. Do đó có lẽ Đức Vua Trần Nhân Tông là một trong những hóa thân của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong lớp áo con người, để giúp những chúng sinh thuộc nhóm đó đang cầu điều này, điều nọ. Thành ra, nhiều vị minh sư đến rồi đi, họ chỉ dạy một nhóm nào đó. Họ đến vì nhóm đó, bằng không, minh sư đã đưa mọi người lên hết rồi. Không, không làm được. Họ không muốn điều đó, họ không ước muốn giải thoát. Được giải thoát khỏi cõi Atula, họ không ước muốn khai ngộ. Họ muốn làm trinh nữ. Họ muốn tiếp tục làm đồng nam. Thí dụ như vậy, một số chúng sinh mộc mạc, chất phát, không ai dạy họ nên ước muốn khai ngộ hay gì cả. Cuộc đời họ đơn giản, ước muốn của họ rất đơn giản. Rồi tùy mình ước muốn gì, quý vị sẽ có được điều mình ước. Dựa theo đây, chúng ta luôn thấy rằng các vị thánh, chư vị Bồ Tát, thiên thần hiền nhân, thậm chí đã thăng rồi, nhưng các ngài luôn ở bên chúng ta. Chúng ta không bao giờ đơn độc, chỉ có điều chúng ta cần phải quyết định mình muốn gì, rồi các ngài sẽ giúp chúng ta. Các vị thần có lẽ không giúp được, nhưng chư vị Bồ Tát có thể, hoặc chư Phật có thể. Hãy chắc chắn quý vị thực sự muốn điều mình ước. Bởi vì nếu chỉ nói mà không thành tâm, thì dĩ nhiên ước muốn không thành hiện thực. Thì hãy chắc chắn quý vị biết điều mình ước và biết điều gì tốt cho mình và tốt nhất trước khi quý vị ước nguyện. Bằng không ai cũng có thể ước bất cứ gì, nhưng nó không luôn trở thành hiện thực. Rồi quý vị trách Thượng Đế hoặc Phật, Bồ Tát không lắng nghe mình. Điều đó không đúng, các ngài luôn lắng nghe, họ luôn luôn giúp. Nếu quý vị thực sự thành tâm, trong tâm quý vị thực sự muốn, có một bức màn, một ranh giới ngăn cản quý vị bước ra khỏi tam giới. Thậm chí cảnh giới thứ tư chỉ là một vùng đệm, nhưng vùng đệm này là cấm địa. Nó ở đó để ngăn bất cứ ai không xứng đáng đi lên. Chưa nói đến cảnh giới thứ năm, nhưng khi quý vị ở cảnh giới thứ tư, quý vị tự do, không bao giờ chịu tứ khổ này nữa, không bao giờ bị tái sinh và chết, trừ khi quý vị muốn vì lý do nào đó quay lại đây giúp ai đó hoặc theo minh sư lần nữa để đi lên cảnh giới thứ năm mau hơn và tự mình đi lên, thì quý vị có thể trở lại. Quý vị có sự lựa chọn. Những người từ cảnh giới thứ tư trở lên, ngay cả trong vũ trụ bóng, họ được lựa chọn là tái sinh hay không. Đó là một lợi điểm khi được giải thoát. Nhưng nếu không ở bên trên cảnh giới thứ ba, quý vị không có lựa chọn. Khi thời gian hết, quý vị sẽ bị đầu thai trong bất cứ hình dạng nào, tùy vào nghiệp đang chờ của mình. Danh sách nghiệp chờ. Có nhớ một chuyện mà tôi đã kể về một cô vợ của thiên vương không? Cô ấy vẫn phải đầu thai xuống trần gian và làm gì? Trước tiên làm chim hồng hạc, hoặc thậm chí làm con diệc, và rồi cô ấy phải ăn cá, và cô ấy nói, ghê quá, mà vẫn phải nuốt. Nhớ chuyện đó không? Vì cô ấy vẫn có tâm thức thiên đàng. Thật đáng thương, cô ấy phải ăn cá. Cô ấy thậm chí biết điều đó, và cô ấy đi lên. Nhớ không? Tưởng tượng xem, quý vị có ý thức rõ ràng, và biết mình không nên ăn cá sống, nhưng vẫn phải ăn, bởi vì tái sinh làm con diệc, biết ăn gì khác đây? Nhưng con diệc có mỏ rất dài,
để có thể xà xuống bắt cá và ăn sống. Và cô ấy biết điều đó rất xấu, bởi vì sau này cô ấy kể với chồng hoặc kể với người nào đó, rồi cô ấy lại đầu thai làm một kiếp khác, làm người và rồi phải kết hôn, có 4 đứa con, chịu mọi đau đớn của thai nghén và sinh nở. Suốt thời gian đó mà họ vẫn chưa kết thúc việc hái hoa trên đó, thậm chí chưa tới giờ ngọ nữa. Cho nên cuộc đời chúng ta ở đây dường như dài, bởi vì thời gian, ảo tưởng thời gian khiến chúng ta cảm thấy như mình sống lâu. Đối với thiên đàng, đó chỉ là một cái chớp mắt. Quý vị thấy đó, giải thoát là một điều rất quý báu, không phải ai cũng đạt được, không phải ai cũng có thể ban cho. Nên nếu chúng ta may mắn gặp được một vị minh sư có thể giải thoát cho mình, thì coi như mình là một trong những chúng sinh may mắn nhất, không chỉ đối với địa cầu thôi, mà các cõi thiên đàng nữa. Tôi không nói điều đó để quý vị cảm thấy biết ơn hay gì đó, tôi chỉ giải thích chung thôi. Bởi vì kinh này chỉ ước được giải thoát, đó là tốt nhất, bất cứ gì khác chỉ khiến cho quý vị gặp rắc rối nhiều hơn, kéo dài sự đau khổ trong vũ trụ bóng, ngay cả trên thiên quốc cao đẳng, thiên đàng cao đẳng đều vô ích. Một số đại minh sư cũng chưa từng ở bên trên vũ trụ bóng. Vì vậy, giải thoát khỏi tam giới đã là tốt rồi. Họ không thể đề cập điều gì khác nữa. Cảnh giới thứ năm, quý vị tự do hoàn toàn trọn vẹn, mãi mãi, vẫn còn 1% ngã chấp, để quý vị có thể vẫn giữ cá tính, cá thể của mình. Nhưng bên trên đó, còn có những cõi giới khác. Ở tại thiên đàng thứ năm đã là tốt lắm rồi. Nếu tôi tu hành mà đến thiên đàng thứ năm, tôi sẽ rất vui, rất biết ơn rồi, không còn lo lắng nữa, tận hưởng cuộc sống tuyệt diệu. Vậy tùy vào điều mà mình ước, những chúng sinh cao đẳng sẽ luôn luôn giúp mình. Quý vị không bao giờ đơn độc trên thế giới này, chỉ cần ước tốt, ước đúng. Đừng ước bất cứ gì, bất cứ địa vị nào trong tam giới, mà chỉ ước duy nhất được giải thoát. Giải thoát khỏi tam giới. Có lẽ quý vị không dám cầu cảnh giới thứ năm hoặc cao hơn, nhưng tối thiểu giải thoát khỏi tam giới thì quý vị an toàn. Vì bên trên tam giới, quý vị sẽ luôn luôn có cơ hội gặp được những vị minh sư cao đẳng, và họ sẽ nâng quý vị lên, lên cao, và dạy quý vị cho đến khi quý vị được nâng lên đẳng cấp cao hơn trở lại, và quý vị an toàn bên trên tam giới, không nơi nào khác. Thậm chí trong tam giới, nếu có là vua của tam giới đi nữa, quý vị cũng không được giải thoát. Nếu cô không thích, thì đừng đến đó. Một lần là đủ, một lần cô đến, diện kiến phàm thân sư phụ là quá đủ. Ngày nay chúng ta còn có tivi. Khi tôi còn nói chuyện trực tuyến, quý vị có thể thấy tôi. Đó cũng là gần như đã thấy phàm thân rồi. Không phải là quy tắc, không phải là lời khuyên, mà kiểu như kiểu trí huệ, trong trí huệ dọc dõi tâm linh, họ khuyên, và minh sư cũng khuyên đệ tử là tối thiểu đến diện kiến minh sư một lần, mặc dù họ đã tâm ấn bởi đệ tử của các ngài chỉ định. Thậm chí trong kinh Phật cũng có nói, nghe được danh hiệu minh sư và thấy phàm thân minh sư, quý vị sẽ được giải thoát. Kể cả người không phải là đồng tu, nếu tâm họ thuần khiết, bằng không, minh sư ở trên thiên đàng, chỉ việc hula hấp xuống đây và khiến cả thế giới thọ tâm ấn, làm một số phép lạ xuất hiện ở đây, xuất hiện ở đó, làm gì đó ngoạn mục, vô cùng ấn tượng. Cả thế giới sẽ theo. Quy tắc là như vậy. Trong vũ trụ vật chất, nó hoạt động như thế. Cũng như quý vị đến trường đại học, mặc dù có sách khoa học, sách hành nghề y, nhưng quý vị vẫn đến trường đại học để học với vị giáo sư thật.
Đó không phải là ví dụ 100% đúng, nhưng đại khái là như vậy. Ở thế giới này, chúng ta có thân thể vật chất, nên cần các phương tiện vật chất để truyền đạt. Không chỉ Đức Phật thôi, ở Ấn Độ, họ nói như vậy. Nếu gặp Minh Sư dù một lần, quý vị cũng được cứu rỗi. Có nhiều ví dụ ở Ấn Độ, như từ ngày Baba Sawa, có một chuyện kể rằng Ngài chỉ đi ngang qua nơi nào đó và một vị nông phu nhìn thấy Ngài. Ông thậm chí không biết rằng Ngài là Minh Sư, chỉ thấy Ngài và rồi hôm sau, ông vãng sinh. Trước khi qua đời, ông nói, ồ, hôm qua tôi thấy người đó có bộ râu như thế, bây giờ Ngài đang đến, đưa tôi lên thiên đàng, vậy nên đừng khóc. Ông nói với người thân những lời như thế đó. Được rồi, còn gì khác nữa? Nhưng ngày nay, chúng ta có truyền hình, nó có thể hữu dụng, có thể tốt, và những bức ảnh thật cũng tốt. Và có lẽ nếu vị Minh Sư đủ quyền năng, thì như thế là đủ. Nhưng rồi, có một sư tỷ người Hoa đứng trước Pháp hội, nói rằng sư phụ bên trong bảo cô, rằng cô cũng nên đến diện kiến Minh Sư, ít nhất một lần. Nếu một số quý vị ở đó, có nghe hay không? Không à. Tôi ở trên đài, trên bục, không phải như nói chuyện riêng. Được rồi. Nếu quý vị không thể gặp phàm thân sư phụ, thì hãy xem băng hình, hoặc xem gì đó trực tiếp, như trên mục đáng chú ý gì đó. Khi sư phụ nói chuyện gần đây, như 2-3 ngày trước, như vậy cũng giúp ích. Cầu nguyện Minh Sư tối thượng. Cảm tạ Minh Sư tối thượng cũng giúp, dù trong miệng, từ miệng, hoặc trong tâm, đều tạo ra một năng lượng nào đó rung động xuyên khắp vũ trụ. Cho nên những chúng sinh cao đẳng như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có thể bắt được và nghe âm thanh đó. Cái đó đơn giản, dĩ nhiên nó ở trong một đẳng cấp khác. Nhưng ở đây chúng ta có, như điện thoại ngày nay, quý vị có thể nhắn tin và nói chuyện cùng một lúc với nhiều người khác nhau, và truyền hình, nhiều người có thể nhìn xem cùng một lúc, chỉ cần khớp tần số. Ở đẳng cấp vật chất, chúng ta điều chỉnh tần số bằng thân thể, bằng điện tử. Ở những đẳng cấp cao hơn, họ làm vậy với tần số ngoại cảm. Còn đẳng cấp cao hơn nữa, thì đó lại là loại tần số ngoại cảm khác. Như vậy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và có lẽ chư vị Bồ Tát khác có thể nghe và phân tích một cách tự động, không như những gì tôi nói, phải nghe trước rồi phân tích. Không, họ làm nhanh hơn một cái búng tay, nhanh hơn chúng ta chớp mắt, tự động luôn luôn 24/7. Vậy hãy tu Pháp Môn Quán Âm và giúp người khác. Quý vị có thể đạt đẳng cấp nào đó, có lẽ không cao như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng đẳng cấp nào đó và quý vị có thể giúp ai, linh hồn cao đẳng của quý vị, thăng cao hơn, và rồi có thể giúp những chúng sinh khác một cách tự động. Bởi vì đó là lý do tôi trong nhiệm vụ thân thể này không phải chỉ theo tôi hoặc tu Pháp Môn Quán Âm mà còn giúp đỡ người khác nữa. Chúng ta học từ Phật, Bồ Tát, chúng ta cần phải học để giống các Ngài, ít nhất một phần nào đó, không phải 100%, có lẽ chúng ta chưa thể nhưng một số phần trăm. Nếu Ngài có thể giúp, có lẽ 10.000 người, chúng ta có thể giúp có lẽ một người, 10 người hoặc 100 người, nhắm cao, mục tiêu cao thượng, mục tiêu cao cả, không phải chỉ nghĩ, tôi cần phải thiền bởi vì sư phụ nói vậy, 2 tiếng, tôi không biết có ngồi được hay không, tôi cố gắng, chỉ đủ để thời gian quy định. Không, quý vị thiền cho bản thân, cho những chúng sinh khác,
Vì chánh động lực của quý vị có thể nâng chánh động lực của chúng sinh khác lên và cũng có thể giúp họ trong nhiều cách, trong cách nhỏ hoặc cách lớn hơn hay cách vĩ đại. Quý vị tiếp tục đi lên, quý vị tiếp tục giúp đỡ, đúng thế, hiểu không? Đó là tình thương chân thật. Đó là điều tôi gọi là tình thương chân thật. Rồi có lần chở tôi đi đâu đó rất xa nhà, giữa đường có một số băng trơn trượt, đó là mùa đông, và rồi xe xoay rất nhanh, chạy ngoằn nghèo. Tôi không sợ chút nào. Lúc đó tôi luôn luôn tin tưởng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi còn mang tượng Ngài đến Âu Châu, một tượng nhỏ lúc bấy giờ, và luôn luôn cầu Ngài. Lúc đó tôi cũng chưa có vị thầy nào, không có gì hết. Tôi như người thám thính Phật giáo, đôi khi chỗ này, đôi khi chỗ kia, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Và họ nói, cô niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho mọi điều Ngài sẽ giúp nếu cô gặp nạn. Nên tôi đã làm vậy. Kể từ khi còn là thiếu nữ, tôi đã nghe theo và làm vậy. Nên khi lên xe chạy vòng vèo mất kiểm soát, tôi chỉ đặt tay lên ngực ông và nói, đừng lo lắng, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ cứu anh. Tôi nói thế cũng như nói chuyện với quý vị bây giờ, không chút hốt hoảng. Tôi không hoảng sợ gì hơn bây giờ. Lúc ấy chiếc xe chạy vòng vèo như vậy rồi rơi xuống rãnh. Nhưng rồi chúng tôi rơi xuống rãnh cạnh một nông trại. Cuối cùng xe dừng lại, rơi xuống cái rãnh nhỏ cạnh một nông trại. Nên chúng tôi đi vào nông trại và ông chủ nhà nói, sáng mai tôi sẽ câu xe của quý vị ra. Ông có một cần cẩu và chúng tôi ở lại đó qua đêm, uống trà nóng, ăn bữa cơm nóng. Sáng ra chiếc xe lại bon bon chạy trên đường. Đó không phải là điểm chính. Điểm chính là tôi không sợ. Tôi không cảm thấy hốt hoảng hay lo lắng chút nào. Tôi hoàn toàn tự tin rằng không có gì sẽ xảy ra như vậy đó. Và tôi để tay tôi lên ngực ông ấy. Đừng lo, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp chúng ta, sẽ cứu anh. Đó là thể nghiệm của riêng tôi. Vì bình thường, trong trường hợp đó, quý vị sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Bản thân mình còn không nhớ, đừng nói chi tới Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng tôi đoán tôi hầu như bình tĩnh trong hoàn cảnh đó. Giống như có lần tôi đi cùng với nhiều người trên một xe buýt lớn, và rồi có một trận lở đất tới, đá khắp nơi, đất đá to nhỏ rơi xuống lên khắp xe buýt, tiếp tục rơi. Ai nấy đều hốt hoảng và muốn mở cửa nhảy ra ngoài. Tôi nói, đừng, hãy nhớ minh sư của quý vị ở đâu. Nhớ minh sư của quý vị, hãy cầu minh sư của quý vị. Tôi rất bình tĩnh bảo mọi người, đừng đi ra ngoài, quý vị sẽ chết. Nhớ minh sư của quý vị ở đâu, hãy cầu minh sư của quý vị. Và họ cầu nguyện, rồi bỗng nhiên đất ngừng lở ngay phía trước chúng tôi, và tất cả chúng tôi trèo ra ngoài. Mọi người sờ vào người họ, ồ, vẫn còn sống, cảm ơn. Cảm ơn tôi hết lời. Vì những người này, họ đều có minh sư ở Ấn Độ, các vị minh sư khác nhau, và họ cũng có Đạt Lai Lạt Ma. Bất cứ ai họ tin tưởng, họ quên. Lúc đó mọi người đều quên minh sư của họ, đừng nói chi Quán Âm Bồ Tát mà họ chưa hề thấy. Vì vậy tôi nhắc họ, và rồi ngay lập tức họ bình tĩnh lại.